Các bạn, trên tay mình lên trước màn hình của Nokia X10 bị rơi vỡ, đang chờ thay mới cho khách hàng tại Di động Cao cấp.vn. Hiện tại Di động Cao cấp.vn có sẵn tất cả các link phụ kiện trên Nokia X10 nói chung và phần màn hình cảm ứng của Nokia X10 nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với Di động Cao cấp.vn, cần địa chỉ thay mới màn hình cảm ứng cho điện thoại Nokia X10. Vì các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để Di động Cao cấp.vn. Tôi có sẵn màn hình cũng như tất cả các link phụ kiện khác trên Nokia X10 hỗ trợ thay thế, sửa chữa vì các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với Di động Cao cấp.vn. Vì các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship màn hình cảm ứng của Nokia X10 đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu. Vì các bạn nhận được, vì các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video tại Di động Cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp link phụ kiện để thay mới màn hình cảm ứng cho Nokia X10.